Xin chào quý bà con. Hôm nay tôi đang ở vườn cao su ở tỉnh Bình Phước. Tôi đang test cho các bạn một dòng máy thổi ná 80cc thương hiệu Takeo, sử dụng động cơ xăng 2 thì. Bây giờ tôi sẽ test cho các bạn thổi ná ở vườn cao su. Đây là ná cao su rất là dày nha các bạn. Và vừa chiều hôm qua là trời mưa cho nên là ná bị ẩm và dính xuống đất rất là nhiều. Nhưng các bạn hãy chờ xem, tôi sẽ thổi bay mọi chiếc lá gọn sạch chỉ trong một cái bóp nhấn ga nhẹ nhàng. Còn chần chờ gì nữa, bây giờ chúng ta hãy test thử xem máy hoạt động như thế nào nhé. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.